Cảm ơn quý vị cũng giữ làn sóng của chúng tôi trở lại phần 2 trong chương trình. Dạ vâng, em mời anh Mai cuộc gặp hỏi tiếp. Thật ra thì tụi anh hiểu là nếu mà chúng tôi tranh cử vào chức vụ giám sát viên địa hạt 1 thì lúc đó mình không phải giúp cho riêng thành phố Phan Valley mà mình có cơ hội mình giúp cho dân chúng trong 10 thành phố rồi. Thì khi mà giúp cho dân chúng trong 10 thành phố thì trong những cái việc giao tiếp hàng ngày, dân chúng đến có những cái nguyện vọng, những cái ưu tư thì chúng tôi có thể giải quyết dễ dàng hơn, tại vì lúc đó cái phạm vi và cái quyền hạn hoạt động nó lớn hơn. Thì thưa quý vị, cái vấn đề chính là trong hơn 30 năm qua, những cái ưu tư, những cái hoài bão, những cái khó khăn của dân cư trong quận Cam, anh hiểu hết. Thì hầu như là ai cũng đến để giải bày tâm sự hết. Nhưng mà nhiều khi nếu mà chúng tôi chỉ giới hạn trong Phan Valley đó thì mình chỉ giúp được cho cư dân của Phan Valley thôi. Thì ngày hôm nay nếu quý khách hàng của chúng tôi trong hơn 30 năm qua, quý cử tri trong 10 thành phố, thì chúng tôi xin thưa lại là Westminster, Garden Grove, Midway City, Fountain Valley, Huntington Beach, Cypress, Los Alamitos, La Palma, Seal Beach và Rushmore. Thì cư dân trong 10 thành phố đó họ có thể đến gặp chúng tôi và nhờ giúp đỡ rất là dễ dàng. Thì đó là cái công việc mà chúng tôi thiết nghĩ là nếu quý đồng hương cho tôi một cơ hội thì tôi sẽ có cơ hội làm nhiều hơn và giúp cho cộng đồng của chúng ta nhiều hơn. Nhưng mà thực sự là cũng nghe anh chia sẻ rằng là đó là trong suốt 30 năm nay á, thì là những người cũng tới là tâm sự, rồi những cái mà không liên quan tới thành phố Phan Valley mà vẫn tới để chia sẻ những cái ưu tư và các phải là những cái phân như thế nào ra làm sao, thì đó lý do rằng là anh bây giờ coi như là anh hiểu hết. Mà khi mà anh bước, nếu mà anh được bước vào thì nó dễ dàng là anh sẽ biết rằng là ồ, nhớ cái câu chuyện của một người A, người B, người C nào đó ở thành phố đó, họ đã cần cái ưu tư, họ đã cần cái gì thì mình có thể là mình tiến triển nó nhanh hơn, đúng không thưa anh? Dạ thưa, chuyện đó là hiển nhiên, tại vì thật ra trong cái quyền hạn và cái chức vụ thì mình có những cái cách để mình giải quyết cho những trường hợp. Hay là ví dụ như bây giờ một người giám sát viên có thể liên lạc với bất cứ một người city manager nào trong 10 thành phố, hay là liên lạc với bất cứ một người dân cử nào trong 10 thành phố dễ dàng hơn là so với một người dân bình thường có những chuyện cần giải quyết thì đôi lúc phải đi đúng thủ tục hành chính thì nó hơi lâu. Thì đó là những cái cách mà chúng tôi muốn làm sao cho đời sống dân cư trong địa hạt được ổn định. Thì trở lại vấn đề đó là tụi em thấy cộng đồng chúng ta trong từ năm 2014 đến bây giờ thì một trong những cái niềm vui và hãnh diện nhất trong những ngày Tết là được cái hội chợ Tết tổ chức tại Mount Square Park. Thì năm 2014 là năm chúng tôi đang là đương kim thị trưởng của thành phố Phan Valley. Cho dù là Mount Square Park là cái phần tổ chức của hội chợ Tết là phía bên county, tức là thuộc bên địa hạt của giám sát viên. Nhưng nếu chúng tôi không phải là quyền thị trưởng năm 2014 và chúng tôi không vận động các đồng viện để ủng hộ cho hội chợ Tết được tổ chức trong năm 2014 thì có lẽ đến bây giờ chúng ta vẫn khó có thể có được cái hội chợ Tết hàng năm tại công viên Mount Square Park. Thì cái đó khi mà giám sát viên Andrew Đỗ đến chúc mừng chúng tôi trong vài tháng trước tại hội đồng thành phố Phan Valley thì chúng tôi cũng có nhắc cái công việc mà anh em chúng tôi đã phối hợp và đã làm. Và ngày hôm nay thì cái hội chợ Tết tại Mount Square Park nó trở thành một cái thông lệ hàng năm. Và mỗi một năm thì có đến vài trăm ngàn người, không phải chỉ riêng ở quận Cam mà khắp nơi trên Orange County, ở trên Los, và thậm chí những người ở xa về quận Cam đón xuân đều đến công viên Mount Square Park để thưởng thức cái những cái ngày hội chợ trong 3 ngày Tết. Nhưng mà nếu mà nói về công trạng và những cái tiến trình để chúng ta có được cái hội chợ Tết thì đó là cái sự phối hợp giữa
giám sát viên Andrew Đỗ và cá nhân chúng tôi là đương quyền thị trưởng trong thành phố Phan Valley năm 2014. Wow. Yeah. Nhưng mà thực sự là nhờ anh nhắc lại thì em mới nhớ rằng là đó là ở đó mình ra vô thoải mái là tại vì không có cổng luôn. Dạ, không có cửa rồi. Không phải trả tiền vô cửa. Không phải trả tiền vô cửa. Hồi trước thì thực sự là lúc mình mới qua đó anh thì những cái Tết á, năm nào cũng vậy hết, tổ chức rồi chơi Tết là một, đây là một cái dịp mà như mình get together, mình được nhớ về Tết của quê nhà. Yeah. Thì cho nên rằng là nhưng mà mỗi lần vào như là tụi anh nhớ rằng là cũng 5 đồng hay 7 đồng, 5 đồng một vé. Yeah, yeah. Rồi xong mình đi vô rồi đi hội chợ Tết thì chúng ta ở đây thực sự 5 đồng cũng không có đáng là bao. Nhưng mà nếu mà 5 đồng mà gia đình 5-7 người đi thì cũng 35 dạ, 40 đô rồi phải không? Nhưng mà được một cái, được một cái là cái điểm son ở đây là quý dân cử đã coi như là không gọi là chơi đẹp, không lấy không lấy tiền mua cửa. Yeah. Cho nên rằng là rất là càng ngày càng thoải mái, dễ dàng hơn cho mọi người đến viếng thăm. Thì sau khi mà tổ chức thành công hội chợ Tết tại Mount Sophat năm 2014 thì bắt đầu nó trở thành cái thông lệ, tức là năm nào county xin giấy phép thì cũng đã được chấp thuận, tại vì khi mà nó trở thành một cái thông lệ rồi đó mà anh muốn từ chối không được, tại vì từ chối phải cho biết lý do. Còn bây giờ chúng tôi làm năm nào cũng tốt, năm nào cũng thành công, năm nào cũng mấy trăm ngàn người đến dự và không có một cái trục trặc gì hết thì thành phố không có quyền ý kiến. Thì thật ra đó, đôi lúc quý vị suy nghĩ nói là đất thì đất của county, nhưng mà khi mà bước ra khỏi cái phạm vi của cái chỗ đi bộ của Mount Square Park là thuộc phạm vi security của thành phố. Hay là khi mà có chuyện cứu hỏa hay là những cái vấn đề cấp cứu là phải do sở cứu hỏa của thành phố giải quyết. Thành ra chúng tôi phải phối hợp với tất cả những cái event ngay cả tổ chức trong Mount Square Park. Thì chúng tôi nhớ là trong thời gian năm 2014 thì ở Fan Valley đến ngày hôm nay vẫn còn, thì họ có một cái tổ chức thiện nguyện họ gọi là Retired Senior Volunteer. Thì chúng tôi đã họp khoảng 50 người trong cái buổi sáng đó. Chúng tôi cũng thuyết trình là đây cũng là một cái tiếng thơm cho thành phố Fan Valley. Thành phố Fan Valley lần đầu tiên phối hợp được với County để tổ chức cái hội chợ Tết, và cái hội chợ Tết này có thể sẽ có vài trăm ngàn người đến. Và thành phố chúng ta sẽ được nở mày nở mặt. Thì mình cũng có những cái lời tiếng nói vận động như vậy. Thì lúc đó Senior Volunteer Program của thành phố Fan Valley đã phối hợp để lo những cái an ninh trật tự ở phía bên ngoài phạm vi của chung bên ngoài của Mount Square Park, để giúp cho vấn đề traffic, vấn đề lưu thông. Thì tất cả những cái chuyện đó quý vị ở dân chúng ở trong thành phố hay là ở quận Cam thấy tự nhiên có hội chợ mình đến mình chơi vui, mà không có biết là khi tổ chức được cái hội chợ đó nó phải tốn công sức vận động bao nhiêu. Và nếu năm 2014 chúng tôi không phải là quyền thị trưởng thì 5 người 4 người trong hội đồng thành phố lúc đó chưa chắc họ đã bầu, và dân chúng cũng đã có rất là nhiều người lên có tiếng nói chống đối trong cái thời gian mà giám sát viên Andrew Đỗ xin cái giấy phép để tổ chức hội chợ Tết tại công viên Mount Square Park. Thì đó là những cái công việc mà đôi lúc nếu mà chúng tôi không có nêu lên thì có lẽ dân chúng cũng không hiểu và cũng không biết là anh em của chúng tôi đã tranh đấu rất là khó khăn để chúng ta đem lại những cái điểm son cho cộng đồng người Việt. Thực sự thưa anh là như vậy. Nếu mà anh tại vì á là tất cả dân cư của thành phố Phan Rang nói riêng đi, hoặc là những cái mà những người dân cư ở đây, kính thưa quý vị, là những người mà cư dân ở đây á thì thực sự họ rất là sáng suốt. Mà nếu như anh không có giúp được trong dân cư của thành phố thì thực sự là người ta không có ủy nhiệm, người ta không có bầu lại cho anh. Trong suốt 12 năm liên tục anh vẫn tại chức ở đó. Cho nên rằng là khi mà anh thấy không, như quý vị thấy thực sự là bây giờ báo chí nó cũng đầy, ví dụ như người nào mà cảm thấy rằng là người ta đã không có giúp được dân cư ở tại cái địa hạt của họ đang ở, tại đó là tự nhiên đâu rằng là họ không có bầu và tự nhiên người ta chỉ có một nhiệm kỳ thôi rồi người ta sẽ phải rời đi thôi. Cho nên là khi mà anh đã ở đây 12 năm
và 3 lần làm thị trưởng. Thì như vậy là đâu phải là một cái mà người ta thấy được cái vấn đề mà anh đã giúp được cho cộng đồng. Yeah. Cho nên rằng là thực sự đây là cái thêm thôi, cái phần thêm đây là à tại vì là anh muốn là chết tất cả mọi người là cái truyền thống Việt Nam Tết hàng năm cũng phải sẽ mãi duy trì, là tại không phải rằng là những người lớn bây giờ đâu có đi đâu anh. Đúng rồi. Đâu có đi đâu trong ngày đâu, yeah. những lớp trẻ ở đây đi thì họ đi họ đến đó làm gì, để nhớ tới là ok, đây cũng là một cái truyền thống văn hóa hàng năm tại Hoa Kỳ, tại cái xứ mình đang ở, thì cho nên rằng là người ta nhìn thấy được hết. Yeah. Chứ nếu mà một mình anh mà không vận động được thì làm sao nó ra được cái đó. Thì tụi em thấy ví dụ như bây giờ con cháu của mình lớn lên thì nói thẳng ra là các cháu sanh ra ở Mỹ là Mỹ con rồi, phải không? Nhưng mà nếu mình không có đưa nó vào những cái truyền thống văn hóa thì đến một lúc nào đó nó không có biết gì về Việt Nam hay những cái truyền thống của mình. Thì ví dụ như các con của chúng tôi là lúc còn nhỏ đó là 30 Tết giao thừa là phải đưa đến chùa để xem đốt pháo. Rồi đôi lúc đón giao thừa, rồi Tết thì lúc nào cũng đi hội chợ Tết hết. Thành ra bây giờ các cháu lớn lên thì nó có những người bạn Mỹ, nó có những người quen của nó, hay là các cháu quen với những các bạn Việt Nam của nó, thì các cháu tự đi đến hội chợ Tết, các cháu tự đi đến chùa vào những ngày 30 Tết để coi đốt pháo. Thì nhưng mà nếu mình lúc các cháu còn nhỏ mà mình không có được những cái cơ hội đó dìu dắt các cháu thì nó lớn lên thì nó không có những cái hình ảnh đó, thì nó không cảm thấy rằng cái gần gũi của người Việt Nam để cho môi trường các cháu khôn lớn lên. Thì thưa quý vị, một trong những cái điểm mà chúng tôi xin thưa và có lẽ tụi em cũng hiểu là trong suốt thời gian làm việc trong hội đồng thành phố Phan Valley, từ chức vụ nghị viên, phó thị trưởng cho đến vai trò thị trưởng, thì cá nhân chúng tôi chưa bao giờ lên tiếng và chưa bao giờ có tiếng nói chỉ trích bất cứ một người dân cử nào hết. Và chúng tôi thiết nghĩ rằng đây cũng là một cái vấn đề mà rất là nhức nhối hay là rất là khó chịu cho quý đồng hương và nhất là quý cử tri trong quận Cam, là đôi lúc thấy người dân cử này nói xấu người dân cử khác. Thì thưa quý vị, cá nhân chúng tôi có lẽ trong hơn 12 năm qua làm việc trong thành phố Phan Valley qua nhiều chức vụ, thì quý vị chưa bao giờ nghe chúng tôi lên tiếng trích ông A hay ông B hay bà C. Và cái đó là cách làm việc của chúng tôi, là làm sao giúp cho cộng đồng phát triển, làm sao giúp cho đời sống của người dân an lành hơn, chứ không có nêu xấu người này hay hạ bệ người khác. Và chúng tôi cũng xin thưa luôn là nếu trong lần bầu cử tháng 3 và nếu có một người Việt Nam nào đó về hạng nhất và hạng nhì thì chúng tôi sẽ ủng hộ người đó để có thể thắng vào trong tháng 11. Cho chúng tôi cái chuyện tranh cử thì mình vẫn làm và mình vẫn đưa lên những cái nhu cầu để mình tranh cử với nhau, để người dân, lòng dân, ý trời bầu cho mình vào được. Nhưng nếu có một người Việt Nam vào được vào trong cái ghế đó đối với một người Mỹ thì chúng tôi sẽ tuyên bố là chúng sẽ ủng hộ người đó. Wow. Để chúng ta giữ được cái ghế giám sát viên địa hạt 1 mà cộng đồng của chúng ta đang nắm trong 16 năm qua, thưa tụi anh. Dạ vâng, thưa cảm ơn anh rất là nhiều. Dạ vâng, thì cũng đã hết giờ rồi, chắc là mời anh gửi lời chào tới khán giả, thưa anh. Cảm ơn tụi anh và chúng tôi xin một lần nữa cảm ơn quý khán giả đã theo dõi chương trình nói chuyện với chúng tôi. Thì lần này là chúng tôi xin chính thức tuyên bố tranh cử vào chức vụ giám sát viên địa hạt 1 và sẽ bao gồm 10 thành phố trong địa hạt 1 của quận Cam là Westminster, Fountain Valley, Midway City, Garden Grove, Huntington Beach, Seal Beach, Rushmore, La Palma, Cypress và Los Alamitos. Thì trong 10 thành phố đó sẽ có khoảng 750.000 cử tri và lần bầu cử sơ bộ sẽ là vào tháng 3 năm 2024 và bầu cử general sẽ vào chính thức sẽ vào trong tháng 11 2024. Thì nếu quý vị đã tín nhiệm chúng tôi trong thành phố Phan Valley trong hơn 12 năm qua với tư cách là 3 nhiệm kỳ thị trưởng, thì xin cùng với nhau vận động để chúng tôi có cơ hội phục vụ cho quý đồng hương trong địa hạt 1 bao gồm đến 10 thành phố, để có thể đem được cái khả năng và cái chính kiến của mình giúp cho cộng đồng nhiều hơn.
Thì một lần nữa cảm ơn sự theo dõi và cảm ơn tụi anh. Rồi, cảm ơn anh rất là nhiều. Xin kính chào quý vị và hẹn quý vị vào những chương trình kế tiếp của đài.